hôm nay thì mình nhận được giấy mời của Sở Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh mời lên để làm việc về những cái phát ngôn của mình về người dân Thanh Hóa, và sau một buổi sáng được các anh nhắc nhở về cái cách ngôn từ mình dùng ở trên mạng xã hội, và cũng rất là biết ơn các anh đã mời mình lên đây để nhắc nhở, và cũng đó là cái cơ hội để mình chia sẻ với mọi người rằng những cái gì mà chúng ta nói ở trên mạng xã hội là rất là trách nhiệm với cộng đồng ở đó. Và thực sự là Tần Nguyễn rất là Tần Nguyễn hôm nay đến đây cũng thở phào, đó là được có cơ hội để đến đây. Các bạn cũng hỏi mình rất là nhiều, đó là đã có giấy mời của cơ quan chức năng về những vấn đề phát ngôn ở trên mạng chưa. Thì mình trả lời với anh em là có, các anh đã mời và mình đã đến, và cũng cảm ơn các anh rất nhiều. Các anh đã nhắc nhở làm cho cái không gian mạng nó trở thành tuyệt vời hơn, và những cái phát ngôn của mình nó có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Cảm ơn anh em đã theo dõi Tần từ trước đến nay, cũng như rất nhiều anh em quan tâm đến cái sự ồn ào về vấn đề phát ngôn của mình trên mạng xã hội. Nếu mình có làm cái điều gì sai, mình một lần nữa xin lỗi. Tất cả đó là vô tình chứ không cố ý. Cảm ơn và chúc mọi người sức khỏe.